Tự lực Bookstore và Đinh Quang Thái trên dòng kính chào quý khán giả. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi mục bình luận chiều thứ tư 12 tây tháng 5 năm 2021 với chủ đề là Phải chăng Đảng Cộng Hòa là của riêng ông Donald Trump? Thưa quý vị, tin tức sáng nay của tất cả các hệ thống truyền thanh, truyền hình và báo chí nước Mỹ và thế giới nữa đều loan một cái tin rất quan trọng, đó là trong nội bộ Đảng Cộng Hòa đã có một cuộc bỏ phiếu nhằm mục đích là loại bỏ cái vai trò của nữ dân biểu Liz Cheney, Đảng Cộng Hòa, mà hiện nay là nhân vật thứ ba của Cộng Hòa tại Hạ viện Liên bang Mỹ. Lý do nào khiến cho bà Liz Cheney bị truất phế khỏi cái vai trò này? Vai trò đó là chủ tịch của cái nghị hội Cộng Hòa tại Hạ viện. Lý do đơn giản là bởi vì trong suốt thời gian vừa qua và mãi cho tới gần đây, ông Donald Trump vẫn nói rằng cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 năm 2020 là một cuộc bầu cử gian lận và ông Trump vẫn là tổng thống hợp pháp của nước Mỹ. Ông còn lên án ông tổng thống Joe Biden là người không phải là tổng thống hợp pháp, và Đảng Dân Chủ đã ăn cắp cái kết quả của bầu cử của năm 2020. Thì bà Liz Cheney không đồng ý với quan điểm đó. Bà Liz Cheney là người đã từng cùng với 9 các vị dân biểu khác và nghị sĩ khác bỏ phiếu luận tội ông Donald Trump. Và bà Liz Cheney nói rất rõ ràng là không hề có một sự gian lận bầu cử nào cả. Và ông Joe Biden là một tổng thống hợp pháp của nước Mỹ. Chính vì quan điểm đó của bà Liz Cheney mà cách đây một thời gian bà cũng đã một lần bị các vị đồng nghiệp của Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu muốn truất phế bà. Nhưng mà lúc đó có một số những người lãnh đạo cao cấp của Cộng Hòa tại Thượng viện và tại Hạ viện đã không đồng ý với cuộc bỏ phiếu đó. Cho nên bà Liz Cheney giữ cái địa vị hàng thứ ba của Đảng Cộng Hòa mãi cho tới sáng ngày hôm nay. Nhưng mà sáng nay tình hình đã thay đổi. Trong một phiên họp kín thì các vị dân biểu liên bang của Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu. Và kết quả là gì? Là bà Liz Cheney bị mất cái vai trò lãnh đạo thứ ba của Cộng Hòa tại Hạ viện. Cuộc bỏ phiếu hoàn toàn không được ghi lại trên văn bản giấy tờ, mà chỉ bỏ phiếu bằng miệng thôi. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là cử tri của Hoa Kỳ sẽ không biết được rằng trong cuộc bỏ phiếu sáng nay ai là người muốn truất phế bà Liz Cheney và ai là người muốn giữ bà Liz Cheney ở vai trò thứ ba của Cộng Hòa. Chúng ta biết bà Liz Cheney là ái nữ của cựu phó tổng thống Dick Cheney lúc ông Dick Cheney làm phó cho tổng thống George W. Bush. 30 phút trước khi các vị dân biểu tập hợp với nhau trong một cái phòng kín để bỏ phiếu, thì ông Donald Trump đã gửi ra một cái bản thông cáo. Nội dung là ông kết án bà Liz Cheney, nói rằng bà đã cổ suý một cách không cần thiết một cái cuộc chiến tranh trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa. Và ông đã mở lời để nhằm mục đích thúc đẩy cho những vị đồng nghiệp Đảng Cộng Hòa trong Hạ viện bỏ phiếu truất phế bà Liz Cheney. Ông viết như thế này: các vị dân biểu Cộng Hòa tại Hạ viện đang có trong tay một cơ hội rất lớn để loại trừ một người lãnh đạo thiếu tài, một người mà nói theo cái luận điểm của Đảng Dân Chủ, một người gây ra chiến tranh trong nội bộ đảng và một người mà tuyệt đối không có cá tính cũng như không có trái tim. Đó là lời của ông Donald Trump viết ra sáng ngày hôm nay trước cuộc bỏ phiếu. Thưa quý vị, ngay lập tức sau khi mà kết quả cuộc bỏ phiếu xong, thì bà Liz Cheney với một cái khuôn mặt rất là bình thản, mặc một cái bộ đầm màu xanh da trời, bà đã có một cuộc họp báo với báo chí ngay tại Hạ viện Liên bang. Bà nói như thế này. Bà bảo rằng bà sẽ làm tất cả mọi cách để khiến cho ông Donald Trump không có cách nào mon men đến gần Tòa Bạch Ốc trong cuộc tranh cử năm 2014. Điều đó có nghĩa là gì?
Có nghĩa là bà nói rằng bà không thể nào chấp nhận một Donald Trump trở thành lãnh đạo của nước Mỹ nếu ông Trump muốn ra tranh cử năm 2024. Câu bà nói nguyên văn rằng: I will do everything I can to ensure that the former president never again get anywhere near the Oval Office. Tức là bà sẽ làm tất cả mọi cách để khiến cho Donald Trump không thể nào đến gần được cái văn phòng bầu dục, ám chỉ cái vai trò của một người Tổng thống Mỹ. Bà còn nói, Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ hàng ngày hôm nay đang phải chứng kiến một cái mối nguy hiểm kinh khủng mà do những cái lời nói của ông Donald Trump tiếp tục bằng những ngôn ngữ mà ông muốn chứng tỏ rằng có một cái sự gian lận trong cuộc bầu cử vừa qua. Chúng ta đang chứng kiến một cái sự thiếu cam kết và thiếu tận tụy đối với hiến pháp của nước Mỹ. Và bà tin rằng, bà nghĩ rằng thật là quan trọng để chúng ta có thể bảo đảm rằng bất kỳ người nào mà chúng ta bầu lên ở vai trò lãnh đạo đó, thì người đó phải tuyệt đối trung thành và bảo vệ hiến pháp của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, ngày hôm qua, tức là ngày thứ ba trước khi mà xảy ra cuộc bỏ phiếu sáng nay đó, bà Liz Cheney đã bất chấp tất cả những cái lời nhắn nhủ, những cái cuộc vận động của đồng nghiệp đối với bà. Bà nói tại Hạ viện Mỹ rằng bà sẽ làm tất cả mọi biện pháp để có thể ngăn chặn ông Donald Trump tiếp tục nói những lời dối trá như thế. Bà nói, nước Mỹ đang đối diện với một cái sự đe dọa chưa bao giờ xảy ra, bởi vì chúng ta có một vị cựu tổng thống, người mà đã từng dùng ngôn ngữ để mà kích động một cái cuộc bạo loạn tấn công vào tòa nhà Quốc hội ngày 6 Tây tháng Giêng, với một cái luận điệu mà vị tổng thống đó đưa ra cho rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Và ông ta, tức là ông cựu phó tổng thống đó, muốn thuyết phục dân Mỹ rằng đây là một cái cuộc bầu cử mà người ta ăn cắp kết quả khiến cho ông ta thất cử. Và ông ta đã để cho cái tình trạng bạo động còn xảy ra nữa. Bà Liz Cheney nhấn mạnh, giữ thái độ im lặng, ngậm miệng ăn tiền và ngoảnh mặt với sự dối trá là hành vi khuyến khích dối trá. Bà nói, tôi không thể tham gia hành vi như vậy được. Bà nói, bà sẽ không thể ngồi yên để giữ thái độ im lặng, nhìn những người khác trong Đảng Cộng Hòa đang đưa Đảng Cộng Hòa xuống một con dốc, chối bỏ luật lệ và tham gia với ông Donald Trump để phá hoại nền dân chủ của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Bà nói, chúng ta có bổn phận phải nói lên sự thật rằng cuộc bầu cử hoàn toàn không bị đánh cắp và nước Mỹ không có thất bại như lời ông Trump nói. We must speak the truth. Our election was not stolen and America has not failed. Đó là lời của bà Liz Cheney. Bà còn nói, bổn phận của chúng ta rất rõ ràng. Tất cả mọi người công dân Mỹ, bất kỳ ai mà đã giơ tay tuyên thệ với bản hiến pháp, thì phải có nhiệm vụ bảo vệ nền dân chủ của chúng ta. Thưa quý vị, bà Liz Cheney trong sáng hôm nay, bà cô đơn vì lý do là cái số người của Đảng Cộng Hòa mà bỏ phiếu để tán thành cái việc truất phế bà đó. Theo như tin tức của các hãng thông tấn, cái số đảng viên Cộng Hòa đó chiếm một cái đa số gần như là tuyệt đối trong cuộc bỏ phiếu. Tuy nhiên, vẫn có những tiếng nói lương tri trong Đảng Cộng Hòa đứng lên để bảo vệ bà Liz Cheney. Đưa một cái thí dụ, đó là nghị sĩ liên bang Johnny Earn, Đảng Cộng Hòa tiểu bang Iowa. Bà là nữ nghị sĩ duy nhất mà đã được bầu lên trong cái vai trò lãnh đạo của Cộng Hòa tại Thượng viện Mỹ. Bà nói rằng tất cả các nỗ lực nhằm loại bỏ dân biểu Liz Cheney là hành vi văn hóa trù dập. Và bà nói rằng cái nhiệm vụ của Đảng Cộng Hòa đó là phải hàn gắn các sự chia rẽ trong đảng
tiến tới sự đoàn kết thống nhất để chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2022. Bà nói rằng không có vấn đề gì cả khi mọi người bày tỏ những quan điểm, những cái suy nghĩ của mình một cách khác biệt nhau. Và bà nói rằng mọi người phải để ý, đã gọi là văn hóa chủ dập là văn hóa chủ dập. Người ta muốn nói gì thì nói. Cái việc mà muốn loại bỏ bà Licini khỏi vị trí lãnh đạo thứ ba của Đảng Cộng Hòa trong Hạ viện thì rõ ràng đó là một hình thức văn hóa chủ dập. Bà còn nói, bà nghĩ rằng những người nào muốn bịt miệng người khác trong đảng thì cái điều đó không thể chấp nhận được. Nữ nghị sĩ Earn, thưa quý vị, là một người mà đã từng hết lòng ủng hộ ông Donald Trump, ủng hộ chính sách của ông Donald Trump. Và bà nói rằng giữa bà và dân biểu Lee Chitney không đến cùng một quan điểm, có cùng cái nhìn với nhau về ông Trump và về chính sách của ông Trump. Nhưng bà nói bà tin rằng chúng ta đây là Đảng Cộng Hòa đó, không nên có hành vi và tiếp tục có hành vi trù dập văn hóa. Thưa quý vị, cũng cần phải nhắc lại là trong hai lần bỏ phiếu năm 2020 và năm 2021 để nhằm mục đích luận tội ông Donald Trump thì bà nghị sĩ Joni Earn đều bỏ phiếu tha bổng ông Donald Trump. Cái câu hỏi được đặt ra là một số đảng viên của Đảng Cộng Hòa, một số lớn mà trong Hạ viện Liên bang đã nhất quyết muốn loại trừ bà Lee Cheney chỉ vì bà nói lên cái quan điểm của bà là cuộc bầu cử không bị đánh cắp, cuộc bầu cử là hợp pháp và ông Joe Biden là tổng thống hợp pháp của nước Mỹ. Thì các vị dân biểu Cộng Hòa rõ ràng giờ phút này họ đứng sau lưng ông Trump, siết chặt hàng ngũ sau lưng ông Trump để bảo vệ cho một cái điều mà cả thế giới và nước Mỹ đều biết. Những điều ông Trump nói ra không có một bằng chứng cụ thể nào. Nếu không muốn nói rằng ông Trump chỉ đưa ra những luận điệu dối trá để nhằm mục đích chứng tỏ rằng ông là người thắng cử chứ không phải là ông Joe Biden. Sáng hôm nay thì tin của các hãng thông tấn cho biết là đã có trên 100 các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng Hòa, từng lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng Hòa, đã viết một cái lá thư và sẽ công bố trong ngày mai là ngày thứ Năm, đưa ra hai điểm. Một là Đảng Cộng Hòa phải cải tổ. Hai là nếu không cải tổ thì sẽ có một đảng khác tách ra khỏi từ Đảng Cộng Hòa. Một trong những nhân vật mà được báo chí mô tả là có ảnh hưởng rất lớn trong sinh hoạt chính trị của nước Mỹ đã từng giữ những vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa. Nói rất rõ là Đảng Cộng Hòa phải cải tổ nội bộ và đe dọa rằng họ sẽ lập một đảng khác nếu mọi việc cứ như thế này. Cái bản thông báo này được đặt tên là Call for Americans Renewal. Chúng tôi tạm dịch lời kêu gọi cải tổ của những người Mỹ. Thì thưa quý vị, đây không phải là lần đầu tiên có một nhóm trong Đảng Cộng Hòa có hành động như vậy đối với đảng, và họ muốn bày tỏ một cái quan điểm là không ủng hộ ông Trump. Nhưng mà lần này đó thì trên 100 vị đã từng giữ những vai trò quan trọng và viết hẳn một cái bản tuyên bố và sẽ gửi cho báo chí vào sáng ngày mai là ngày thứ Năm để kêu gọi cái sự thay đổi tận gốc rễ của cái tình hình đảng hiện nay. Cái bản thông báo này được đưa ra trong bối cảnh như lúc nãy chúng tôi trình bày là bà Lee Cheney bị truất quyền khỏi vai trò lãnh đạo thứ ba của Cộng Hòa tại Hạ viện. Thì trong danh sách người ta thấy một số người sau đây. Cựu thống đốc của tiểu bang New Jersey là Christine Todd Whitman. Cựu thống đốc của tiểu bang Pennsylvania là Tom Ridge. Ông Tom Ridge cũng là Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa đầu tiên của nước Mỹ. Người kế tiếp đó là Mary Peters. Và thưa quý vị, cựu thống đốc của các tiểu bang cũng như là cựu dân biểu Charlie Dent của tiểu bang Pennsylvania, Barbara Comstock của Virginia, Reid
Ripple của Wisconsin và Mickey Edwards của Oklahoma. Ngoài ra thì có một số các viên chức cao cấp của cơ quan tình báo CIA, trong đó có Ivan McMullen, là một người đã từng ra tranh cử chức Tổng thống Mỹ với tư cách là một ứng viên độc lập vào năm 2016. Một trong những người mới đứng ra để thúc đẩy các đồng viện viết cái bản tuyên bố này, đó là Miles Taylor, đã từng là một viên chức dưới quyền của ông Donald Trump. Và chính Miles Taylor được báo chí mô tả là một người ẩn danh, đã viết một cái bài quan điểm trên tờ New York Times trong số phát hành năm 2018, nói về tất cả những bê bối trong chính phủ của ông Donald Trump. Thì đây là một cái đoạn trong cái bản tuyên bố ngày mai chúng ta sẽ được đọc nguyên văn. Nói rằng chúng tôi tức là trên 100 vị cựu lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa đó, tạo cơ hội cho Đảng Cộng Hòa, một cơ hội chót để họ có những hành động nhằm mục đích là cải tổ đảng. Ông Taylor nói với đài NBC rằng chúng tôi sẵn sàng bước ra khỏi đảng để chống lại tất cả những cái thành phần mà được xem như là đã khiến cho đảng có bộ mặt như ngày hôm nay. Ông nói, enough is enough, đủ là đủ rồi. Đảng Cộng Hòa đã có quá nhiều thời gian và quá đủ thời gian để quyết định rằng nên hay không nên tách rời mình ra một người, mà người đó là kẻ thua cuộc liên miên. Chúng tôi dịch cái chữ là chronic loser, tức là một cái kẻ thua cuộc hết lần này tới lần khác, thua cuộc liên miên. Bản tuyên bố còn viết tiếp và tiên đoán rằng sẽ xảy ra một cuộc nội chiến trong đảng nếu những người khác trong đảng không chấp nhận sự thay đổi. Thưa quý vị, sau khi tổng hợp bản tin sáng hôm nay từ vụ bà Liz Cheney bị xuất phế khỏi vai trò lãnh đạo, cho tới cái tin mà 100 vị từng lãnh đạo Đảng Cộng Hòa sẽ công bố một cái bản văn trong ngày mai để nói rằng Cộng Hòa phải thay đổi, hoặc là có nội chiến, hoặc là sẽ có một cái đảng mới được ra đời từ nước Mỹ đó. Thì đây là cái quan điểm của cá nhân chúng tôi. Cho tới ngày hôm nay, nếu mà ông Donald Trump vẫn còn rêu rao rằng cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 năm 2020 là một cuộc bầu cử gian lận, Đảng Dân Chủ ăn cắp cuộc bầu cử, thì rõ ràng là ông Donald Trump xem thường trí tuệ của dân chúng Mỹ. Tại sao? Bởi vì chúng ta sẽ nhắc lại và có thể phải nhắc lại rất 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 nhiều lần. Nước Mỹ được tổ chức theo tam quyền phân lập. Và đặc tính của một nền Cộng Hòa là gì? Nền Cộng Hòa chứ không phải là Đảng Cộng Hòa nhé. Đặc tính của một nền Cộng Hòa là tam quyền phân bộc, tư pháp, lập pháp và hành pháp phải tách rời quyền, và check and balance, tức là kiểm soát lẫn nhau. Trong suốt thời gian sau cuộc bầu cử, về phía lập pháp, Quốc hội đã bỏ phiếu đêm 6 tháng Giêng, xác nhận kết quả của các đại cử tri đoàn ở các tiểu bang gửi lên rằng ông Joe Biden là tổng thống đắc cử và trở thành tổng thống thứ 46 của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Ông Donald Trump đã thất bại trong cuộc bầu cử và trở thành một người bình dân. Hành pháp thì chính ông Donald Trump vào ngày 20 Tây Thánh Giêng vừa qua, ông đã cùng đệ nhất phu nhân bước lên chiếc Marine One là trực thăng, bay đến căn cứ Air Force Base Andrew Air Force Base, từ đó lên chiếc Air Force One để bay đi về Florida, chấp nhận là rời khỏi chức vụ lãnh đạo tòa Bạch Ốc để trở thành một người thường dân. Về mặt tư pháp, các tòa án tại nhiều tiểu bang, thậm chí tòa án cao cấp của các tiểu bang và đặc biệt là tối cao Pháp viện Hoa Kỳ tại Washington DC
đã phán quyết 60 vụ kiện của phía ông Donald Trump là hoàn toàn không có đưa ra được bất kỳ một bằng chứng nào là cuộc bầu cử là gian lận. Có nghĩa là phía ông Trump thua cay đắng trong 60 cái cuộc gọi là đối đầu với pháp lý như vậy. Và tối cao Pháp viện Hoa Kỳ gồm có 9 vị thẩm phán, trong đó có 6 vị là Đảng Cộng Hòa, mà trong 6 vị đó có 3 vị là do ông Donald Trump bổ nhiệm. Mà tối cao Pháp viện vẫn xác nhận là ông Joe Biden là người thắng cử một cách hợp pháp. Các vị lãnh đạo và cơ quan thuộc Bộ An ninh Nội địa phục đặc trách vấn đề an ninh bầu cử của nước Mỹ khi điều trần trong Quốc hội đều nói rằng cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 là một cuộc bầu cử an toàn nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Như vậy mà cho tới giờ phút này, ông Trump vẫn còn nói rằng cuộc bầu cử ông vẫn là tổng thống hợp pháp và ông Joe Biden không phải là tổng thống hợp pháp, thì tôi thua. Tôi thú thật với quý khán giả rằng tôi không thể tưởng tượng được tôi nghe một lời như thế mà tôi có thể tin được. Bởi vì chúng ta phải dùng cái đầu để mà phán xét cái cuộc tranh cãi này. Vậy mà có không biết bao nhiêu các vị nghị sĩ liên bang, dân biểu liên bang của Đảng Cộng Hòa nhắm hai mắt lại đi theo Donald Trump để bỏ lá phiếu trục xuất bà Liz Cheney, một nhân vật lãnh đạo hàng thứ 3 của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ. Chỉ vì bà Liz Cheney đã nói lên sự thật, bà nói rằng bà không thể ngồi yên để mà chấp nhận cái sự dối trá đó. Bởi vì tất cả những cái sự dối trá đó là khuyến khích những hành vi dối trá kế tiếp. Chịu thua, chúng tôi không thể hiểu nổi. Chúng ta có thể nêu một câu hỏi này chắc. Những vị dân biểu, những vị nghị sĩ mà gọi là cúc cung tận tụy với ông Donald Trump, nhắm mắt ngậm miệng để theo ông Donald Trump, họ có còn một tí lương tri nào không? Họ có một tí trí tuệ nào không? Để không phân biệt được cái nào là phải, cái nào là trái. Họ sợ cái gì ở ông Donald Trump? Họ sợ ông Trump có nhiều tiền lắm của chăng? Mình không biết. Bởi vì giờ phút này thì các tòa án tại Manhattan, New York, tại Washington đang tìm kiếm thử xem trong hồ sơ thuế của ông Trump, ông có thực sự giàu có như thế không? Ông có trốn thuế không? Vân vân. Mình không biết. Còn bảo rằng ông Trump nắm trong tay một khối cử tri tới 70 mấy triệu đô. Ông trong cuộc bầu cử 3 tháng 11, ông được hơn 70 triệu cử tri ủng hộ. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cử tri họ sẽ bị mù quáng tới cái độ trong vòng 3-4 năm tới. Họ không thấy nước Mỹ đang tiến như thế nào sau khi 4 năm của ông Donald Trump. Nước Mỹ đang có những cái sự cải đổi quan trọng khi mà ông Joe Biden lên lãnh đạo. Và không lẽ cử tri không thấy được rằng khi mà ông Donald Trump có những ngôn ngữ, nội dung rõ ràng là xúi dục một cuộc bạo loạn chiếm Quốc hội ngày 6 tháng Giêng. Rồi sau đó thì ông Donald Trump lên truyền hình nói rằng chưa bao giờ ông nói một câu như thế cả. Và những cái kẻ bạo loạn trong Quốc hội sẽ phải trả giá trước pháp luật. Đó là cái hành vi xoay lưng lại, phản bội lại những cái người mà đã cúc cung tận tụy, trung thành với ông Trump. Tôi tin rằng thời gian nó sẽ là một cái liều thuốc rất tốt để cho những người nào mà vẫn chưa phân biệt phải trái thì sẽ phân biệt được cái nào phải, cái nào trái. Thời gian nó sẽ là một liều thuốc rất tốt để cho một số người nào đó tự dưng có một giai đoạn nào đó trong đời họ lú lẫn, họ đánh mất lương tri đó. Họ sẽ tìm lại được lương tri của họ để họ có những cách hành xử, có những cách phán xét một cách đúng đắn. Không thể tưởng tượng được một nước Mỹ có một nữ thần tự do cầm cái ngọn đuốc tiêu biểu cho tự do của toàn thế giới, dân chủ của toàn thế giới, mà ngày hôm nay chỉ vì một đảng viên trong Đảng Cộng Hòa có một quan điểm trái với ông cựu Tổng thống mà thôi, mà vị đảng viên đã bị các đồng nghiệp đi theo ông Trump bỏ phiếu truất quyền người đảng viên đó. Cứ mỗi khi mà đọc những tin như thế này vào buổi sáng, thú thật với quý khán giả của Tự Lực Bookstore là cá nhân chúng tôi khó tránh khỏi một cái tâm trạng ngán ngẩm
Tại sao nước Mỹ ra nông nỗi như vậy? Ngán ngẩm và cũng lo ngại cho giá trị dân chủ của nước Mỹ đang bị ông Trump và những người nhắm mắt theo ông Trump phá hủy. Nhưng mà cũng may, chúng ta có Liz Cheney, chúng ta có Mitt Romney, chúng ta có các vị dân biểu nghị sĩ khác vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn lương tri, vẫn còn cái can đảm để mà nước Mỹ không có thể rơi vào một cái tình trạng mà nhiều người cũng đã đề cập đến là có thể trịch hướng để trở thành một cái thứ độc tài cá nhân do một cá nhân nắm đầu một đảng. Chúng ta tin là ông Donald Trump sẽ không thể nào là người chủ, tức là người sở hữu đảng Cộng Hòa được. Mà đảng Cộng Hòa phải là đảng của Abraham Lincoln. God bless America. Xin cảm ơn quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai. Tự lực Bookstore hân hạnh loan báo với quý độc giả nhân dịp kỷ niệm 35 năm hiện diện trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại và cũng để chào mừng mùa xuân sau một năm dài đại dịch coronavirus hoành hành khắp thế giới. Nhà sách Tự lực giảm giá từ 20% đến 60% tất cả các loại sách CD, DVD cho khách hàng mua online, mua tại nhà sách hoặc mua qua phone. Độc giả mua trên 100 mỹ kim tiền sách hoặc trên 100 mỹ kim tiền CD, DVD sẽ được free shipping trên toàn nước Mỹ, ngoại trừ Alaska, Hawaii và Guam. Chương trình giảm giá bắt đầu từ ngày 23 tháng 3 năm 2021 đến ngày 10 tháng 5 năm 2021. Địa chỉ của nhà sách Tự lực là 14318 Broker Street, thành phố Garden Grove, California 92843. Điện thoại số miễn phí để quý độc giả gọi vào mua sách là 1888-204-7749, 1888-204-7749 và số điện thoại trực tiếp là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả ở xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự lực là www.tulực.com. Nhà sách Tự lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Văn minh cầm đũa của tác giả Thái Gia Kỳ. Thế nào là văn minh cầm đũa? Tác giả Thái Gia Kỳ nêu câu hỏi. Các bạn thử xem, trên thế giới có nước nào trước đây người dân dùng đũa trong bữa ăn mà không từng sử dụng chữ Hán không? Tôi thử đổi lại câu hỏi khác. Các bạn thử tìm xem, trên thế giới có nước nào từng sử dụng chữ Hán trong mọi sinh hoạt mà người dân vẫn ăn bốc hoặc dùng dao nĩa không? Sự thực hai câu hỏi trên chỉ là một, nói lên sự gắn bó mật thiết giữa văn hóa chữ Hán và văn hóa cầm đũa. Người Khmer, người Mã Lai, người Thái Lan và người Miến Điện không cầm đũa ăn cơm mặc dù họ vẫn sống trên đồng ruộng lúa nước. Sống trên vùng lúa nước nhưng không phải là lý do chính đưa đến việc sử dụng đôi đũa. Cái chính là vì họ không chịu ảnh hưởng của nền văn hóa chữ Hán, trong đó có tập quán cầm đũa trong bữa ăn. Tác phẩm Văn minh cầm đũa, những tương đồng trong văn hóa xã hội các nước của tác giả Thái Gia Kỳ hiện đang bán tại nhà sách Tự lực, địa chỉ là 14318 Broker Street, thành phố Garden Grove, California. Điện thoại để quý độc giả gọi vào cho nhà sách Tự lực mua sách là 1888-204-7749, 1888-204-7749. Và số điện thoại trực tiếp là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả ở xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự lực là www.tulực.com. Nhà sách Tự lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Chia tay ý thức hệ của Hà Sĩ Phu, bao gồm 3 bài tiểu luận của một trí thức sinh ra, lớn lên và được đào tạo trong môi trường xã hội chủ nghĩa cộng sản, nhưng lại dứt khoát chia tay ý thức hệ cộng sản để đấu tranh cho dân chủ tự do của dân tộc Việt Nam. 3 bài tiểu luận gồm có: bài thứ nhất, dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ; bài thứ hai là đôi điều suy nghĩ của một công dân; và bài thứ ba là chia tay ý thức hệ. Thưa quý khán giả, cuối thập niên 1980, trong bối cảnh khối cộng sản Đông Âu và ngay tại cái nôi của chủ nghĩa cộng sản quốc tế bị sụp đổ là Liên Xô,
thì ở Việt Nam xuất hiện lén lút bài viết với tựa đề Dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ do một người viết ký tên là Hà Sĩ Phụ. Lúc bây giờ tại hải ngoại, những người thao thức với tình hình Việt Nam nói với nhau rằng Hà Sĩ Phụ là ai? Phải chăng cách đặt tên Hà Sĩ Phụ có nghĩa là Sĩ Phụ Bắc Hà, tức là Sĩ Phụ của đất Bắc? Nhưng mà sau này người ta mới biết rằng Hà Sĩ Phụ là bút hiệu của một người tên thật là Nguyễn Xuân Tụ, hiện sống tại Đài Lạt. Ông là một người trí thức của Việt Nam. Trong những tác phẩm của ông viết, đặc biệt là tiểu luận Dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ, cho thấy rằng ông là người lúc nào cũng thao thức với sự sống còn của đất nước Việt Nam, và ông đã nêu lên được những cái điểm nổi bật của một đất nước bị chủ nghĩa cộng sản và đảng cộng sản cai trị. Tác phẩm Chia tay ý thức hệ của nhà Hà Sĩ Phụ hiện đang bán tại nhà sách Tự Lực, địa chỉ là 14318 Brookhurst Street, thành phố Garden Grove, California 92843. Điện thoại miễn phí để quý khán giả gọi vào Tự Lực mua sách là 1888-204-7749, 1888-204-7749, và số điện thoại trực tiếp là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực là www.tulực.com. Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Xin gọi 1888-204-7749 hoặc ghé trang nhà tulucmore.com. Trung tâm dinh dưỡng và Tự Lực Bookstore hân hạnh giới thiệu đến quý vị khán thính giả Sleep Better 1000, một dược phẩm thiên nhiên nổi tiếng của bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường, có công năng phục hồi giấc ngủ cho những ai mất ngủ lâu ngày vì căng thẳng, âu lo, trầm cảm, đau nhức hay do một căn bệnh nào khác, đưa đến tình trạng suy nhược thần kinh và cơ thể, mất khả năng tập trung, kém trí nhớ, ăn uống không ngon và nhiều hậu quả khác. Sleep Better 1000 sản xuất tại Hoa Kỳ bởi một viện bào chế đáp ứng các quy định an toàn của FDA, mỗi chai 60 viên, giá chỉ có 39 Mỹ Kim. Dù mất ngủ vì bất cứ lý do nào, xin quý vị hãy gọi ngay cho Trung tâm Dinh dưỡng Tự Lực Bookstore số điện thoại 1-888-204-7749, 1-888-204-7749. Sleep Better 1000, ăn được, ngủ được là tiên.